Chào anh em ha, bữa nay mình sẽ nhá hàng tới mọi người một cái bé đẹp của tờ Tsunami mọi người ha. Đây là một trong những sản phẩm đang được mấy anh em cha bích với đi đánh biển ưa chuộng lắm nè mọi người. Cái này là tờ Tsunami Evic. Tại vì mình đang về quê đi đám giỗ anh em, cho nên là đợi qua đám giỗ cái mình lên mình sẽ review chi tiết hơn mọi người ha. Cũng anh em cũng thông cảm là mấy lần trước mình mới vừa nhá hàng mấy sản phẩm xong chưa kịp review chi tiết nữa, anh em chạy qua mua chân mấy cây Mekong Rai nè, rồi tới mấy cái máy pin nia mới Rai Storm này nọ nè, mới vừa nhá lên cái khoảng tầm 3 bữa sau anh em qua hố chân. Nhưng mà riêng cái này chắc mình nghĩ nó sẽ không có cháy hàng lại ở đâu, tại vì cái này giá nó hơi chát mọi người. Chủ yếu quay nhá hàng trước cho anh em xem thôi nha, anh em thông cảm tại vì là không có thời gian làm chi tiết được cho anh em á. Nhưng mà cái này thì mình sẽ dành thời gian khá khá để mà quay chi tiết một chút để cho anh em xem ha, vì đây là một cái máy tương đối là đắt tiền mà. Còn này thì bữa nay nhá hàng cho anh em fan của tờ Tsunami xem trước ha. Vài ngày tới mình đi đám giỗ xong mình lên lại thì mình cũng sẽ lập một cái group Facebook, ở đó anh em có thể thoải mái giao lưu. Tại vì tính của mình thì vui vẻ muốn kết giao anh em, cho nên là hội nhóm Facebook của mình lập ra thì mong là những anh em gọi là vui vẻ hòa đồng, không có chơi cà khịa nhau nha mấy thím, thì anh em có thể tham gia những cái hội nhóm đó. Với lại mình sẽ tổ chức thường niên những giải câu cá mini game gọi là hoàn toàn miễn phí cho mọi người nha, và sẽ tài trợ giải thưởng toàn bộ mọi người ha, chứ không có thu phí anh em nha. Mới gọi là lên ý tưởng thôi, nhưng mà được mấy anh em hay đi câu chung với mình ủng hộ quá trời. Nãy ồn quá anh em thông cảm nha, nhà kế bên đang sửa khoan đục quá cho nên là hơi ồn tí. Rồi bây giờ mình quay kỹ ngoại hình tí cho anh em xem trước ha. Còn cái việc cung cấp thêm thông tin chi tiết về những cái công nghệ máy này, nó ứng dụng nhiều công nghệ của Mỹ lắm mọi người, thì cái đó thì mong anh em thông cảm là đi đám giỗ xong lên thì mình sẽ dành thời gian kha khá để review, tại vì sản phẩm này cũng là một sản phẩm nó nằm ở mức trung cấp, chủ yếu là quay ngoại hình cho anh em xem thôi. Nói chung là tờ Tsunami nó luôn luôn làm cho người tiêu dùng cảm thấy cuốn hút bởi ngoại hình mọi người. Ngoại hình thật sự là hoàn mỹ, đẹp quá. Sau khi mà mình lo xong việc nhà cái mình sẽ lập hội nhóm Facebook, rồi mình để link cho anh em tham gia ha. Thì là mình sẽ tổ chức thường xuyên mọi người nha, có thể là một tháng, có thể là hai tháng thì mình sẽ tài trợ toàn bộ giải thưởng mọi người ha. Giải thưởng thì thật sự nó không có lớn, nhưng mà gọi là nó giống như là để anh em với tụi mình giao lưu offline vui vẻ mọi người đó. Thì anh em tham gia là hoàn toàn miễn phí mọi người nha. Mình sẽ đi khảo sát những cái bãi câu đẹp, chắc chắn là không bị công an đuổi rồi mọi người ha. Khảo sát những cái bãi câu nó đẹp, rồi nó cũng tương đối là gần gần vừa vừa để anh em có thể là ở những chuyện xa xôi có thể đến mọi người ha. Giờ mình cũng sẽ thay đổi bãi câu liên tục, có thể là mình nghĩ cái kỳ đầu tiên mình tổ chức mình sẽ lựa cái bãi nào đó bên quận 2 đó, sau đó kỳ thứ hai mình có thể sẽ lên Bè Tân Mai anh em ha, đó để cho anh em chơi nha. Thì chủ yếu là mình sẽ thông báo trước, rồi mình sẽ ghim địa điểm cụ thể rõ ràng, rồi ngày giờ mọi người ha, cho anh em ở xa đến giao lưu cà phê vui vẻ. Thật sự thì cái chuyện mà đóng góp tiền vô rồi chúng ta chơi dạng sát phạt mình thấy nó không hay anh em, mất tình nghĩa anh em hết, không có vui. Còn mình thì mình sẽ không làm như vậy, mình sẽ đứng ra tài trợ toàn bộ giải thưởng luôn, anh em không tốn chi phí gì hết á, anh em cứ tới xuống cần câu thôi đó, giật giải mọi người ha. Rồi, nhá hàng tạm tờ Tsunami Evic cho anh em xem cái nha. Thông cảm mình nha, mình chưa có thời gian review chi tiết về em nó ha. Máy này nó chỉ có size 5.000 mọi người ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha.